Xin chào mọi người, mình là Ly. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người quy trình thực hiện bản vẽ Botanical Art cây xà cừ, hay còn gọi là Khaya Senegalensis của mình. Cây xà cừ khá phổ biến trong khuôn viên trường học, nên là mình đã tới trường cấp 2 mình đã từng theo học để thực hiện bản sketch khái quát về cây. Đây là một quá trình khá là thú vị. Nhưng tiếc là vào lúc mình thực hiện bản vẽ, xà cừ chưa tới mùa ra hoa hay quả, nên mình chỉ có thể tìm mẫu vật là lá và cành cây. Mình đã mang mẫu vật về nhà để có thể sketch chi tiết và tìm hiểu thêm về xà cừ. Mình tin rằng cây xà cừ đã rất phổ biến và gắn bó với tuổi thơ của rất nhiều người. Bản thân mình cũng đã có nhiều kỷ niệm với loài cây này. Vì vậy, mình hy vọng có thể lưu lại được vẻ đẹp của xà cừ qua Botanical Art. Xà cừ là một loài cây khá là quen thuộc ở Hà Nội, nhưng mọi người có biết nó lại có nguồn gốc từ châu Phi và được người Pháp đưa về trồng ở Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 để làm cây bóng mát đường phố. Là một loài cây đại mộc, xà cừ có các cành tỏa ra các hướng, tạo tán lá xòe rộng, cụm hoa trùng tán, quả năng khô nẻ hình cầu chứa hạt bên trong. Và mình đã tìm hiểu, sketch chi tiết từng bộ phận của cây, lưu ý về xà cừ khi thực hiện bản vẽ và sketch một vài bố cục. Quá trình tìm hiểu của mình kéo dài khoảng 2 tuần, sau đó mình thực hiện sketch bản màu trên máy và cam vào giấy Achez 100% cotton để làm bản design. Trong lúc can, mình thường bắt đầu từ phần hình chính, từ trên xuống dưới, lót tay bằng giấy để tránh bị bẩn bài, sau đó mới can tiếp đến phần background. Khi đã hoàn thiện bản can, mình dặm bớt chì bằng tẩy đất sét để tránh việc vật bị viền chì quá rõ khi vẽ bài. Ở bản design, mình thực hiện lớp base khối bằng màu nước graphite của Daniel Smith, chủ yếu là để mình test độ hiển thị của màu, nhưng mọi người cũng có thể thực hiện base bằng bột chì theo phương pháp cổ điển nhé. Mình luôn làm một bản design trước khi bắt tay vào thực hiện bản màu, một phần để có thể hình dung trong đầu quy trình làm việc, tư duy thêm về kỹ thuật, hướng thực hiện bài. Một phần khác là để chúng mình làm quen về sắc độ, là một bước chuẩn bị cho bản vẽ màu, cũng như luyện tập thêm khả năng vẽ design. Đây là một bước rất quan trọng trong quá trình làm việc, nhất là với những bản vẽ có độ chi tiết cao. Sau khi hoàn thành bản design, mình cũng có thể đối chiếu, quan sát lại những ý tưởng ban đầu để khắc phục cho bản màu cuối cùng. Chúng ta cũng có thể thử những kỹ thuật khác nhau để tạo những texture khác nhau nữa. Ví dụ như phần vỏ quả, mình sẽ xử lý phần khối trước, tạo texture bằng cách dùng tẩy để lấy sáng. Còn với những chi tiết nhỏ như gân lá, mình tạo texture trước và xác định mảng của từng phần gân, sau đó mới lên thêm chi tiết. Vậy là đã hoàn thiện bản vẽ, mình cố định lớp chì bằng xịt bảo quản của Winsor & Newton Professional. Mình xịt nhẹ cách dưới 30cm. Lớp bảo vệ này sẽ giúp bột chì cố định trên bản vẽ để tránh trường hợp bay chì trong lúc bảo quản tranh. Hoàn thiện bản design cũng như là đi được 50% của quá trình rồi.
Tiếp đó, chúng ta sẽ test màu và kỹ thuật lần cuối trước khi thực hiện bản màu. Mình vừa test, vừa đối chiếu với mẫu vật để có một phương án màu tốt nhất cho tranh. Sau khi mix được màu phù hợp, mình sẽ test thêm một vài kỹ thuật có thể ứng dụng trong bản vẽ. Khi có sự chuẩn bị tốt, bản vẽ cuối cùng của chúng ta sẽ trơn tru hơn, đạt được hiệu quả tốt nhất có thể, cũng như tạo ra một quá trình mà ta có thể học hỏi được nhiều nhất. Botanical Art mang đến cho mình nhiều trải nghiệm thú vị. Với mình, thực hiện bản vẽ Botanical chính là mình kể câu chuyện của loài cây ấy dưới góc nhìn của mình, lưu giữ lại vẻ đẹp của chúng và mang vẻ đẹp đó đến với mọi người. Vì vậy, ngoài tính khoa học, Botanical Art có mang tính cá nhân của người thực hiện nó. Việc có mẫu vật thật hay tư liệu ảnh tốt trong quá trình làm cũng rất quan trọng, nhưng phần lá xà cừ có bề mặt khá lì khi thoạt nhìn qua, nhưng khi chạm vào, ta có thể cảm nhận được texture gân lá gồ ghề trên bề mặt rõ ràng. Điều này khi chỉ xem tư liệu ảnh trên mạng cũng khó có thể cảm nhận được. Nếu không tìm được mẫu vật như phần vỏ quả thì mình đành phải tìm một tổ hợp hình ảnh của chúng dựa vào những thông tin mình tìm hiểu trước đó để hình dung ra texture và đối chiếu với tư liệu ảnh đã có. Khi chuyển từ bản đen xong sang bản màu, mình cũng đã đổi hướng ánh sáng của lá để phân bố cụm được hài hòa và cấu trúc lá được tự nhiên hơn. Mình thường vẽ lót bằng kỹ thuật Dreyfus để mô tả cấu tượng của vật chất, sau đó tráng màu lên để tạo khối. Hai lớp này sẽ tích hợp với nhau thành một hiển thị tương tự như kỹ thuật filter trong Photoshop. Đây chính là điểm đặc biệt của glazing trong màu nước. Mặc dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng khi thực hiện bản màu cuối cùng, mình vẫn cần test lại kỹ thuật, bố cục cũng như cấu trúc khá nhiều. Vì vậy, nên quy trình làm việc chi tiết cũng rất quan trọng, mình sẽ hiểu sâu hơn về vấn đề mình đang gặp phải cũng như linh hoạt trong việc khắc phục chúng. Ở bản vẽ màu hoàn thiện, mình đã dành ra hơn một tháng, tương đương với 120 giờ làm việc. Đây là một quá trình dài, đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn. Và trong quá trình làm, cũng không ít lần, mình cảm thấy bối rối, khó khăn trong việc tìm hiểu cũng như áp dụng kiến thức mình đã có để xử lý đối tượng. Xuyên suốt quá trình thực hiện, mình thật sự tận hưởng từ những giai đoạn tìm hiểu đầu tiên đến những nét bút cuối cùng. Khi đặt một tổ hợp hình thái của cây xà cừ trong bản vẽ, nó có một sức hút rất riêng và khiến mình cảm thấy muốn nắm trọn khoảnh khắc đó. Sau khi hoàn thiện, mình xịt ẩm để giấy giãn nở vào bồi bản vẽ lên foam mix bằng Nuri Paste, dùng vật nặng đè lên để cố định bản vẽ và để khô qua đêm. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi quy trình làm việc của mình.